Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới hôm nay niêm yết trên Kitco ở mức 1.976 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 22 đô la Mỹ trên một ounce so với đầu giờ sáng hôm qua. Vàng thế giới chạm mốc cao nhất trong 7 tuần và giữ được mức tăng trưởng vững chắc khi báo cáo mới nhất cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ giảm trong tháng trước. Theo Kitco thì nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ vì lạm phát dường như đang được kiểm soát. Theo đó, đồng đô la Mỹ sẽ vào giai đoạn giảm giá và vàng thường diễn biến ngược lại. Còn trong nước thì lúc 6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và 66,95 triệu đồng trên một lượng bán ra, không đổi so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó thì giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 66,45 và 67,05 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều so với chiều qua. Giá vàng nhẫn và nữ trang các loại giao dịch quanh mức 53,65 đến 55,9 triệu đồng trên một lượng. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang những tin tức về tỷ giá ngoại tệ, đồng đô la Mỹ tăng nhẹ trở lại từ mức thấp nhất trong 15 tháng sau khi doanh số bán lẻ cốt lõi tăng mạnh trong tháng 6, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định lãi suất của Fed vào tuần tới. Chỉ số đô la Mỹ Index, chỉ số đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng nhẹ 0,08%, đạt mốc 99,92. Trên thị trường trong nước thì vào cuối phiên giao dịch ngày 18 tháng 7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng 13 đồng, hiện ở mức 23.714 đồng. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Những thông tin về tỷ giá ngoại tệ vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá vàng và giá ngoại tệ của Báo Lao Động. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Uống gì trúng nhiều tiền nhiêu tiền? Uống đất thời thanh, chào thanh không độ, nói bồng anh. Trúng giải 1 tỷ, tính giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.